em con nhum nữa. Cái gì chứ. Con nhum nha. Ủa. Một cục đen thui nè. Cục phần hết hồn luôn. Con nhum nha. Con này được trên 3 kg. Quá trời bự cái da. Cái da nè. Quá khủng khiếp cái da. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục đi thăm bẫy chuột. Giờ là khoảng 6 mấy 7 giờ rồi. Thì hôm qua mình tìm được 2 cái điểm quá ngon rồi, cái điểm nó còn zin luôn là anh em chưa có quýnh. Thì mình quýnh có 2 điểm à, một điểm là điểm 6 cái và một điểm 29 cái. Tại tổng cộng hôm qua mình quýnh là 35 cái. Thì cái điểm này nói chung là mình vô mình thấy là dấu chuột cũng nhum rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ thăm cái điểm này là 6 cái điểm này mình quýnh điểm cuối nè. Còn cái điểm đầu này là mình để thăm cuối, cái điểm đầu đó quá ngon luôn. Cái điểm đầu đó mình thấy còn những cái con quái vật cũng nhum không à. Hy vọng hôm nay sẽ trúng ổ những cái con quái vật đó nha. Bây giờ mình sẽ thăm ở đây. Đây, đây có 6 cái nè. Nhưng mà đây vẫn lớn nha. Để ngày mai rồi mình sẽ quýnh tiếp cái khu này. Khu này là nó có cỏ chanh đó, là cỏ chanh với cái ống này giờ là có nó liền à. Rồi bây giờ là để thăm mặt hàng này. Ngay góc này ở đây quá ngon luôn, nhưng mà qua mình hết 7 à, mình quýnh điểm điểm cuối à. Không phải đây không ta, đặt giết hết nhớ gì luôn, đặt giết 7 à, bây giờ mất hết mấy cái ở đây rồi. Ơi không đập luôn ta, ngon gì mà không đập trời. Hôm qua mình quýnh phơi mì với lại lúa ngon đó, là su cà na luôn. Hình như là đặt giúp không còn nhớ gì ta, đầu óc sao đâu, hàng kia cũng vậy đặt mấy chiếc mất hết 5 cái. Trời ơi cái điểm gì nó dính ta. Nhà mọi người xem cái điểm này đừng ngon quá ngon luôn, không có luôn rồi tới chuyện luôn nè. Đợi mấy con chuột cơm á thì nó còn ngu, với mấy chuột con nhum nó khôn dữ lắm, trùng con nhum nó khó ăn lắm đó nha. Rồi ở đây điểm này có 6 cái mà 2 cái xu rồi. Bây giờ mình đi qua kia mà đây nó có mấy cái cỏ gì để dính tùm lum tà lẻ chứ không. Thôi đi ra đây đi. Rồi thì qua mình quýnh cái điểm này điểm đầu tiên nè, 29 cái mình bao hết luôn. Hy vọng hôm nay mình sẽ trúng cái điểm này nha. Điểm này cũng ngon dữ lắm ngon. Điểm này chưa có anh em chưa ai quýnh. Ở đây có mồi móc gì trời. Thì mình chặt kỹ ra để rót bẫy hết. Điểm này mình thấy con nhum nó ỉa phần dữ lắm. Hy vọng là trúng ổ cái điểm này. À, đâu đây con cái này. Phải không đây? Rồi không phải luôn. Ủa? Đâu có dữ vậy đâu. Gì là bên đây hay gì vậy? Đặt viết gì đâu mà không nhớ gì hết trời. Mày có không vậy? Má ơi cái này chết rồi. Đặt cái này nó mất 7. Đang cái nè. Rồi không chụp luôn. Cái thứ 7 su cà na. Giờ mình gom 7 dục ra đi. Cái hàng đậu ngoài đường đó. Cũng gần sát gần bao hết luôn. Mấy mét một cái. Đây đang cái nè. Mở hàng cái coi. Ấy da. Một em cũng dùm tơ. Còn tơ. Dữ không? Con này nó chưa lên, mới có một lớp lông, 2 lớp lông, chưa lên 3 lông. Rồi mình ăn rồi. Rồi bỏ đây đi. Với lại mình quýnh cánh trong đó đây. 2 cái. Để mình từ từ nha, để đi lẹ quá ngồi thoát bẫy chết luôn. Còn giờ mất hết mấy cái rồi. Rồi tới bên đây. Bên đây chỗ nào đây? Đây mình không có, bên đây phải. Trời ơi, hôm qua mình nhục 7 đây nè, giờ mình quýnh vòng vòng đây vô cuộc. Đây sao còn sót có 7 đây, đồng trời thiệt. Giờ là ở đây cái điểm này 28 cái. Lấy 7 sao bị sót. Hết nấu thiệt.
Rồi qua đây. Ủa, cái này mình dạch mà mình không uốn hết ha. Nè, nó đào quá trời đào luôn. Trời ơi, vậy nó không dính luôn. Nỉ không cục nọt nó hú hồn chứ nén luôn, không dính trời. Có một chuyện nè. Rồi, đây đi, ngồi mình gom kiểm soát rồi. Đây, chân tầm cái. Tập hợp đây. Rồi, một cục đen thui à. Một cục đen thui nè. Cục phần hết hồn luôn. Ây da. Cũng nhìn nha. Ồ, này. Còn 6 lạng. Hai đường mồm đĩa phong quá trời mà không dính đâu thua luôn. Hai con nhum. Giờ mình để đi, ngồi cái mình đi ra mình gom. Mình thăm trước bên đây đi, rồi coi một cái hai cái xích đây. Ở bên đây cũng có nhưng mà thăm sao. Để sót 7. Rồi giờ mình đi tỉ rồi. À, có anh này đặt bẫy rắn mà, nhưng mà chắc không dính bỏ luôn mà bẫy rắn. Xét xẹt luôn, cái bẫy bự. Rồi. Cái này cái. Đập không? Đập rồi, đập rồi. Rồi đập không vô ngàm nữa. Rồi xảy luôn. Trời ơi. Đập không vô luôn, ăn hết trơn mồi luôn. Trời ơi, bị này qua ta, nó bị dướng đất á. Là mình kiểu mình đặt ẩu không 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 có đê cào đất nha. Chứ cái này đập mạnh ra vô hả? Mình thử nè. Vô nè, thấy không? Cái này là đặt ẩu, đặt không có kê cái cây lên á. Trời ơi, cùng chuyện thiệt. Này con cái nè. Rồi mình thấy dính nè. Dùm mì đây. Rồi con dùm cái gì nè. Kè kè. Dữ mốc. Trời ơi, bài tơ cái con dính đầu nãy. Con tơ mà đầu tiên nãy mình dính. Mấy con chúa thằng thường. Có ăn đâu quá. Thấy con ký cái máy rồi. Có, đây còn có ăn thịt. Mấy con nó khô. Đa số họ này dính 7-8 lạng là dữ lắm. Chưa có dính mấy tình cuối. Cái này có gì ta. Giật thử. Hết. Hết nhớ rồi. Giật tùm lum tà le. Không biết đâu có đặc hơn. Cho mình đây. Đó, đó. Trong cái lỗ này phải. Trời ơi, dập mà không có đặt luôn ta. Đầu óc giờ sao đâu. Ô, cái này không dính luôn. Ngay đường mòn mà ngay cái hàng của nó luôn. Ồ, sao bên này còn cái này. Cái này không đập luôn ta. Trời ơi. Nó đào kè lê kè lọt. Từ lúa luôn nè. Đường mòn hang gum luôn không dính. Rồi bây giờ mình sẽ qua cánh bên đây nha. Trời ơi đập bay thôi không. Cũng dùm bây giờ một chục cơm. Con cơm này nếu mà đặt bẫy rắn ngon nè. Không có lớn. Còn đây đặt bẫy rắn này ngon cực kỳ luôn. Một cái lỗ đây không có đặt. Rồi. Tiếp tục tới tới trước. Tầm cánh bên đây. Khúc mà kia mới nhiều cái khúc nữa. Qua mồi quá trời mồi không có đặt. Bây giờ mới tỉ rồi, ngồi sót tỉ nữa. Rồi, tăng trên này. Đập không? Trời không đập luôn. Chuột thấy gì cắn dữ lắm mà sao kỳ vậy ta. Nãy chạy cho mấy cái. Trời giờ đó luôn. Cắn quá trời quá đất luôn. Nãy có mấy con nữa dùm. Rồi cái này đập rồi. Ờ, nhầm tơ nữa. Ờ, còn nhầm tơ không ta. Nó còn trùm cuối. Không thấy dính nổi. Còn có ở đây được. Nó là mấy trùm cuối khó ăn thiệt. Trùm cuối nó lên có thể ký chi mấy. Này nè. Đào quá sẽ đào luôn. Rồi, thì kỹ phải đặt vào đây. Trời ơi, con chuột gì mà chút ác đi trời. Trời ơi, cũng giùm con. Bữa mình thả ba con rồi. Nay đẩy lên đây con nữa. Để mình bỏ ra ngoài để ngồi sót.
Ngược vào đây đi. Mấy con chúa phải nó khó ăn thiệt. Từng cuối. Từng cuối này phải đặt trên sao nữa. Cái gì nữa đây? Trời ơi, giùm con nữa. Còn mối thơ bú không? Mối thơ bú cũng đi ăn hết trời. Tới không chuyện này. Mình kiếm con nhum lớn mà trong con nhum gì mối thơ bú hay trời. Mà để đi. Coi đây, đây còn. Đây còn cái bên đây. Mối thơ bú không? Đây còn đây. Quẩn thị tỷ lại. Mình mới đậm đèn cái. Cái khu này anh em cũng đặt phải rác nhiều lắm nè. Hồi qua mình thấy sót một cái chắc chuột chết hay gì bỏ luôn. Bà rắn này bà rắn lớn. Đó. Thì hồi qua mình đặt cái khu này nè. Mình thấy có một cái dây rắn hết hồn luôn. Cái dây rắn này phải mình đoán phải là 2 ký mấy tới 3 ký hàng khủng luôn á. Nhưng mà qua mình dòm sơ không biết là hổ đất hay là hổ trâu nha. Rồi chút xíu mình sẽ lấy cái bẫy này. Mình bắt con chuột mình bỏ vô. Rồi 2-3 ngày mình thăm thử coi nhiều khi hơn bắt được con quái vật đó là sao. Kệ đi, để mình thăm hết đi, mình bắt con chuột mình bỏ vô. Cái dài rắn nằm mút gần kia kìa. Chút xíu là mình sẽ là ẵng mình quay cho mọi người xem nha. Giờ thăm thăm cái chuột trước đi. Hôm qua mà đặt ngay. Rồi không dính luôn, qua quay rắn đặt ngay cái này nè. Mà lâu lắm rồi, nó không bỏ luôn. Cũng như mình hồi năm rồi á, đặt không có cái nản bỏ luôn. Góc này trắng hả? Quả chanh này mạnh khoái lắm. Mình đập. Đập cái coi. Rồi không đập luôn trời. Nay thấy nó quào dữ lắm mà kỳ ta. Ngon ý ghê luôn mà kỳ. Rồi bây giờ mình sẽ qua quay cái da con quái vật khổng lồ cho mọi người xem nha. Mình thấy cái da mình nổi da gà luôn á. Nhưng mà qua mình dầm sơ rồi. Chưa phân biệt được là này. Quả trời da này dài dữ lắm. Thì mình xem kỹ coi cái này thì giống hổ đất của gì ta. Không phải hổ đây. Cái này hay nhìn là hổ đất rồi. Chứ không phải hổ heo. Đây cái da nữa. Quá trời cái da luôn. Con này thì trên 3 ký. Quá trời bự cái da. Cái da nè. Quá khủng khiếp cái da. Ôi cái này đại ca rồi. Chùm cuối rồi. Đây cái da nó dài. Qua tới đây. Đây. Con này sao nó dài dữ rồi ta. Sao mà nó vừa. Ủa sao mà miếng con hổ đất này làm gì dài dữ vậy. Cái đuôi nó nằm ở đây luôn nè. Nè qua đây. Sao mà cái khúc này nó bị đứt. Đứt khúc. Chắc nó lột khúc này xong nó qua đây nó dướng ở khúc này. Cái này đại ca chắc cứu rồi. Rằng ri cái này. Cái này đại ca rồi. Qua wow, trời ơi. Nó hy vọng nó còn ở đây mà mình tính đặt á. Coi là cái bẫy hồi nãy á, mấy anh em mà đặt xong rồi bỏ đó, nhưng mà nó bị kẽm rồi bị đứt hơm rồi. Cái đó để chắc phải đi chiến sao để mình làm cái bẫy lại. Nó chắc vòng vòng đâu đây, giống đâu. Tại vì rắn nó lột rồi thì nó đói. Nó chắc cũng vòng vòng khu này. Qua wow, da. Cái da này. Con này là phải 2 ký mấy 3 ký. Quá bự luôn. Rồi. Giờ còn mấy cái bẫy chuột nó thăm cho xong. Rồi tới công viên nữa rồi. Đặt cái điểm này là 29 cái. Mà bây giờ còn sót 3 cái kiếm nãy giờ. Mùa hôi mẹ mùa con nó ra. Mà kiếm không thấy luôn. Ờ, trời, từng bữa con cái kiếm muốn chết. Bữa nay 3 cái luôn. Thôi rồi. Tới công chuyện luôn. Quá trời, quá đất cái giọng như vậy. Ngôi móc gì vậy. Nếu có đặt không thì em kiếm quá là kiếm. Rồi xong rồi. Trời đây. Nắng lên nữa. Rồi trời, sáng sớm chưa ăn sáng mà. Quần nãy giờ đi muốn hết nổi luôn. Kỳ ta. Đặt đặt xong không nhớ nổi. Đặt cái này rất dài là không còn cái bẫy quá. Tiếp tình. Không có không trời. Không nhớ nổi gì. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Rồi để mình tắt máy mình kiếm 3 cái bẫy này coi giờ không biết có kiếm được hay không. Bữa nay đặt 35 cái, mất 3 cây nữa kiếm hồi nãy giờ quá trời đất, không biết nó nằm ở đâu mà nãy giờ mình quần hết khu này luôn không thấy đâu luôn, chết rồi.
Mới đầu mình 41 cái mà hổm dài mất, bây giờ hổm 5, bây giờ 3 là 8, bây giờ còn có 32 con 3 cái rồi. Thì bữa nay thoát luôn rồi. Được có 1 con dùm, 2 con dùm, với được được 5 con dùm, 6 con dùm, mà 6 con thì hết 4 con là tơ rồi, được có hang bự rồi. Dưới nó nhỏ không, còn này còn nhỏ dưới nè, mới thôi bú, với được mấy chục cơm, 1, 2, 3, để mình đến hết bữa nay được như con, 1, 3, 5, bữa nay được 9 con, nhưng mà toàn là mini không rồi, được có con này cũng nè. Rồi, nhãn thôi chứ, giờ mất 3, 7 nữa, hết nói luôn. Thôi rồi, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Mình tiếp tục, mình sẽ đi đặt bẫy chuột hay quay cái gì đó để đăng tụi trên vị trí nha. Còn mọi người thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Tiếp tục hôm nay mình sẽ đi thăm bẫy chuột tiếp tục. Thì qua mình có xuống cái khu này với khu bên đây là 32 cái. Thì diễn dội mình còn 35, nhưng mà mình đặt cái khu đó 29 mà thăm còn 26 cái, một chút cuộc kiếm không ra, mất lạc thêm 3 cái nữa chứ không phải mất. 7 của mình mới đầu là 30, mình đặt em nó 30, làm thứ 11 là 41, mà giờ còn 32 cái à. Rồi bây giờ mình sẽ mở hàng ở bên đây. Đây bây giờ là 40 cái gì không nhớ luôn. Cái khu bên đây chắc lạc quá. Thì qua mình quýnh cái khu này rộng quá mà ôi mốc mình lâm đi chắc lạc nữa, tại bữa quýnh cái khu nhỏ xíu 29 cái lạc 3 cái, mà cái khu này nó rộng nữa. Thôi hy vọng là bữa nay không có lạc, mà hôm nay sẽ có chuột để đăng cho người xem vị trí nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái túi này xe đậu đi, túi này mình đựng ở đây. Thì mình thấy cũng có con dùm, cơm cũng có luôn. Đây thì thấy dấu thì anh em chưa có quýnh, nhưng mà thấy chuột nó cũng ít, không có nhiều. Bây giờ thì quýnh nhiều quá không còn điểm nữa. Đây à, đây tăng mưa nó ngập mà cái đầu tăng khô quá, nứt đất ra. Trời ơi, mở hàng ngay cái hang mà không mấy luôn ta, mà nó đào này. Đào đất gì đây mà quýnh cái này nó vô luôn. Qua mình quýnh bằng cái màu bắp này hay bị kiến quá ta. Dừa với bắp á, nè, kiến nó bu gì cái này là chuột. Trời ơi, kiến lửa thua, kiến lửa không, có kiến là thua, là chuột nó không có mấy đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái khu bên kia. Đất nó nứt ra nè, đi gần vàng sập chừng chết luôn. Đây này cũng đào tè le tè lưa luôn. Ở đây mình cũng 3 cái nè. Hy vọng kiếm con chuột cống quay. Ở đây toàn đi lên con cỏ nó ăn không. Trời ơi, không có luôn. Nè, nó đi lên con cỏ nó ăn mà mình đặt ngay chỗ này không dính luôn ta. Cái chuột công nhận chuột cống này không phải nó ngu nha, nó khôn dữ lắm. Chuột cơm thì nó ăn tạp, chứ chuột cống nó khôn dữ lắm. Rồi đâu cái nữa thôi. Đây không đập chúng ta, mày ơi, Sukana với vậy kiến không ta ơi. Kiến nó bù về chuột đâu vô, còn cái đâu vậy, kiến ngon quá trời, không thấy có cắn này nọ mà sao. Đây có anh em nào đặt cái vắng này nè, thăm thử coi mình bỏ vô cắn này mà đặt cái vắng là thua rồi. Để lại cho người ta đi, không có phá để mình thấy câu gì ở đây kìa. Đây mấy cái Sukana rồi. À, một em cũng nhầm tơ. Nó nay đặt nó quỷ kìa, còn cái tơ kìa. Một nhầm tơ. Để đây luôn. Mấy cái lứt này á, nếu mà mùa mà hồi trong Tết là đi ngang mấy này là mệt luôn á. Xô lứt dữ lắm. Do giờ nó qua Tết nó hết rồi, chứ họ mà đi ngang lại cà một cái thôi chết luôn. Bên đây còn cái này. Cái này đập cái kìa. Đâu rồi, bên kia bên đây ta, đây rồi, một em cũng nhum nữa. Cái gì chứ. Cũng nhum nha. Đó, con này bự nè, con này tầm khoảng nửa ký, con này thì bé quá. Rồi được hai con được, bây giờ mình sẽ qua bên này chỗ chiếc xe mình đậu bên này. Bên này hết rồi, hai con ba hàng. Đây cái này nè, chút chút sót rồi. Cái này cái thứ năm gì đây. Ừ, được con dùm, con dùm mà tưởng được cơm nó lôi vô đóng mấy luôn. Con này cũng có bốn lạng nha,
Rồi. Cái này nằm sâu, nhớ ở năm cái đủ rồi. Năm 26 ta. Trời ơi, đặt với khách nhớ luôn trời. Giờ mình bỏ đây đi cho nó mát mát. Hay vậy. Ủa con cái nãy trời ơi, dục luôn kia luôn. Thêm hai cái bẫy kiếm khoảng 15 phút ra được cái mất cái nữa, tổng là 41 là cái chuyến mà mọi người cái video vừa xem á, là cái khu đó mình đặt 59 còn 56 mất 3 cái kiếm ra để giờ được kiếm lại rồi, còn 32 quýnh cái khu này hồi tối hôm qua, giờ còn 31 đang lẽ là mất hai cái sau khi gặp được 1 cái hồi này thất luôn, được vàng cũng như những con cơm ở trong vỏ. Cái điểm này ngon quá không biết sao kỳ vậy. Lúc mà bà con cũng dùm mà nó cũng không lớn mấy, 4 lạng nửa ký con còn nhỏ bà làm mấy này thất bại. Cái điểm này ngon quá mà chưa có thấy cái dấu người quýnh mà sao không biết sao mà chuột nó không vô, hay là nó khô hạn quá nó dút vô khác. Tại đa số mình thấy nó cũng có cắn cỏ giờ đường ngọn cũng có quýnh cho này thua, để chiều nay mình tìm cái điểm nào ngon ngon em im mấy cũng dùm kia, vừa mắc bẫy mà thất chỗ này là chết. Rồi thì để mình chắc bẫy mình đi về giờ. Quá trời mệt. Thì đi nay đi thăm trễ, nắng quá nắng. Mùa nắng gắt khủng khiếp. Kiếm điểm mà ngon chiều nay mình cũng tiếp. Rồi mọi người cũng như tới hay cho mình xin một like và đăng ký nha. Nè mọi người nhớ video cho xem. Mệt quá mệt.